Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Kinh tế Nga thoát khỏi khủng hoảng và lập kỷ lục mới trong năm 2021. Kinh tế Nga năm 2021 đạt được các chỉ số cao hơn đáng kể so với mục tiêu. Giới chuyên gia đang phân tích kết quả tốt đẹp của năm nay sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của Moscow trong 12 tháng tới. Kinh tế Nga đã thu được kết quả ấn tượng cho năm 2021 khi chỉ số vĩ mô hóa ra thành công hơn mong đợi. Ông Vladimir Putin, người đứng đầu trung tâm chính sách khu vực của Nga cho biết, vào cuối năm 2020, đã có những dự báo bi quan về ngân sách liên bang và tình trạng của nền kinh tế, cũng như triển vọng vượt qua cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra. Nhưng báo cáo cuối cùng cho thấy, chúng đã vượt qua quá nhiều so với giá trị mục tiêu, ông Klimanov lưu ý. Theo chuyên gia này, dữ liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình thực hiện ngân sách và số liệu thống kê về sự phục hồi của thị trường lao động nước này hóa ra tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích trong năm nay. Mức thất nghiệp về trước khủng hoảng đã được giải quyết vào tháng 7 năm 2021 và số lượng lao động tự do trong năm báo cáo đã có những tín hiệu khởi sắc rõ ràng. Việc tăng giá thế giới đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của Liên bang Nga cho phép hoạt động kinh doanh trong nước tăng đáng kể lợi nhuận, ông Klimanov lưu ý. Vị chuyên gia nói thêm, sự gia tăng doanh thu lớn nhất là trong lĩnh vực dầu khí, bởi được tạo điều kiện thuận lợi từ sự phục hồi của nhu cầu trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường bị hạn chế. Bất chấp các chỉ số kinh tế tốt đã đạt được vào cuối năm, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ chậm lại vào năm 2022 và nhà nước sẽ phải giải quyết các vấn đề lạm phát gia tăng cũng như ổn định tình hình chính trị đã trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây. Bộ Lao động Liên bang Nga trong báo cáo mới nhất đã công bố tỷ lệ thất nghiệp tại nước này giảm xuống còn 4,3%, con số trở thành mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Số lượng công nhân có việc làm ở Liên bang Nga đã được ghi nhận trong khu vực là 72,3 triệu người, nhiều hơn 400.000 người so với mục tiêu mà Tổng thống Vladimir đề ra trước đó. Sàn giao dịch Moscow đã ghi nhận giá trị cao nhất nhờ mức giá dầu thô Brent vào ngày 25 tháng 10 năm nay lên tới 86,68 USD một thùng, cao hơn 67% so với kết quả của năm 2020. Theo các nhà phân tích, sự tăng trưởng nhu cầu nguyên liệu trong năm tới sẽ lập kỷ lục mới và vượt 101 triệu thùng một ngày, khiến chi phí hydrocarbon tăng thêm. Cùng với giá dầu, chi phí khí đốt tự nhiên cũng tăng, đã đảm bảo doanh thu thuần của carbon tăng 77% so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng đầu năm nay. Chỉ số này là 3,5 nghìn tỷ rúp, trong khi cùng kỳ năm trước đó, công ty kiếm được khoảng 2 nghìn tỷ rúp. Theo Rostat, vào cuối tháng 11 năm 2021, tỷ lệ lạm phát đạt 8,4% tính theo năm, cao hơn 0,27% so với các giá trị được ghi nhận một tháng trước đó. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ, bao gồm tất cả các loại thuế và phí, đồng thời phản ánh sự thay đổi giá thành bình quân của sản phẩm đối với một khách hàng cuối cùng. Cơ quan thống kê Liên bang Nga cũng chỉ ra rằng, tăng trưởng GDP trong quý 3 năm nay được ghi nhận ở mức 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị này được thu thập dựa trên báo cáo của các doanh nghiệp, tính toán của số liệu thống kê trong ngành, dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga và một số cơ quan chức năng khác. Về tiền tệ, khối lượng nền kinh tế Nga trong kỳ báo cáo đạt tổng cộng 33,9 nghìn tỷ rúp và trong 9 tháng đầu năm 2021, con số này là 91,5 nghìn tỷ rúp, cao hơn 4,6% so với mức được ghi nhận một năm trước đó. Mức tăng giá trị gia tăng đáng chú ý nhất là ở các nhóm khách sạn và nhà hàng, thông tin và truyền thông, khai thác mỏ, cung cấp điện, vận chuyển và lưu trữ, thương mại bán buôn và bán lẻ. Đồng thời, hầu hết các ngành công nghiệp trong quý 3 năm nay đều tăng trưởng so với quý 3 năm 2019. Nhưng một số ngành không đạt được những giá trị như vậy, chúng bao gồm khai thác mỏ, khách sạn và nhà hàng, văn hóa và thể thao, vận tải và lưu trữ. Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho rằng, mức tăng trưởng GDP của cả nước trong năm 2021 sẽ là 4,2%. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng kinh tế sẽ phục hồi đáng kể hơn vào cuối năm nay.